Hơn 2 công hả? Này là bắp nếp hả? Trắng đó. Dạ. Rồi từ 9 10 triệu một công. Rồi rồi, giờ còn có 2 triệu rưỡi. Ừ. Tại vì nó đụng vô dịch gì không ai đi đâu được, nó nằm gì. Ờ, cô bác quý anh chị dựng hai đi, có trồng 6 2 công rưỡi bắp. Ra mỗi một công là 2 triệu rưỡi. Đây cô bác quý anh chị, đây là cái anh này là chân dung của anh làm từ thiện mà không cần nhận tiền nè. À, bây giờ bao nhiêu hôm nay là tổng cộng được bao nhiêu tiền được không? Ừ, không biết luôn đúng không? Tôi nhớ không biết. Sao? Có cần lấy tiền không? Thì tính lấy. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Sáng nay thì Bùi Hồ đi cắt mồng tơi cũng như là tiếp tục thu gom rau củ để tiếp tục cái chuyến hàng của mình lên thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt là hôm nay thì mình sẽ chuyển lên hai địa chỉ mà nhờ mình hỗ trợ ở quận Thủ Đức. Mình có lưu lại địa chỉ những cái cô bác anh chị này ở cái khu trọ cô bác anh chị. Thành nữ là họ rất là khó khăn luôn. Nên nhờ mình hỗ trợ để mà chuyển lên, hôm qua thì mình cũng có chuyển lên Thủ Đức nữa. Và hôm nay thì mình sẽ chuyển cái địa chỉ là ấp Nhị Tân, xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn. Và một cái địa chỉ thứ hai đó là ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, đường Đặng Thúc Thịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, đây là hai cô ở khu nhà trọ đó, là cô Bảy và cô Út. Nhờ mình hỗ trợ rau củ cũng như là gạo để cho bà con. Thì mỗi một khu như thế là 500kg gạo và rau củ. Hai khu là sẽ là một tấn gạo. Đó, và sáng nay thì trời mưa nè, và mình cùng đi với lại mấy chú nè, mấy anh em mờ quá. Thì hôm nay thì có thêm là Quy với lại Ba Đen cắt mồng tơi với rau muống luôn. Chào mọi người Ba Đen. Chào các cô chú anh chị em. Chào các cô chú anh chị em. Chào Quy. Quy ơi. Chào. Chào, chào đàng hoàng ơi, nói đàng hoàng Quy. Chào các anh chú với em. Quy này chung đi chắc bỏ riêng khó lắm. Quy này là mẹ thì bỏ chung ra ngoài rồi. Mẹ thì mất, còn ba thì bỏ đi, sống với lại ông bà ngoại, thì ông bà ngoại mới vừa mất, bà ngoại mới vừa mất. Chỉ còn có ông ngoại thôi. Ông bỏ chung đi. Ở đây là rau muống này. Mình lỡ mình ấy ra. Rau muống là sao? Muốn mồng tơi cắt chung vô luôn đi. Ôi. Chắc lộn vô rồi cắt lựa ra khó lắm chết luôn. Cắt lượt một luôn hả? Ừ, về ngoài mình sẵn ra sao? Ờ đây là chốt. Ba với lại con của chốt. Đạt, đó. Nó đắng cái gọi mày ngầu. Cưng 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 gom nghe Quy. Con gom nha. Đây của cắt. Tớ đang mình ngầu được nè. Không có ngầu được. Nó quất nguyên cái gì về gì tới luôn nè. Hôm qua cảm giác hôm qua là sao phiêu không Đạt? Hôm qua tao lâu lâu có lần quá đã rồi đuối luôn. Hả? Tối rồi đuối luôn. Ghim mình không? Giờ mới có 7 giờ ngủ luôn. Lâu lâu mới được chiến chứ đâu mà chiến vậy hoài chắc chết chết luôn á. Vậy hoài chắc nghỉ làm luôn ha. Ừ. Đâu hết nổi luôn. Trời ơi giùm nè. Vậy mới đã đó. Nè nè, thấy không? Nhìn thấy không? Ngon dữ dằn luôn nè. Tao muốn mồng tơi chung. Đi đàng hoàng đừng giỡn đạp rau. Đi ngoài đi. Hơn 2 công đó. Hơn 2 công hả? Này là bắp nếp hả? Dạ. Gì nè Dương Hai. Này con thay mặt Mạnh Thường Quân gửi Dương Hai để mua hộp giống lại. Hộp giống của hộp mồng tơi với lại phân rồi đó. Để gửi cho ông để gửi cho thay mặt Mạnh Thường Quân để gửi cho ông để mà mua hộp giống với lại phân phước xạ để lấy vốn lại. Để nó mất vốn. Rồi vậy cảm ơn. Dạ. Còn cái vấn đề mà bắp là sao? Bắp giờ mà từ thiện mà mua nhiêu rồi. Mày trả trợ nhiêu? Con bây giờ biết nhiêu, bây giờ ông tự tính toán như nhà ông đi.
Đâu, mấy công mấy mấy công? Bây giờ cái này là 2,5 công đó. Dạ. Thì giờ 2,5 công vừa bán cho từ thiện, phải không? Vừa dạ. Bán từ thiện, ủng hộ từ thiện luôn, người ta bán 6 triệu đó. 2,5 công 6 triệu. Ừ. Lần coi nhân công 2 triệu. Ừ, hơn 2 triệu. Hơn 2 triệu. Ừ. Ừ. Để giờ con bàn với Mạnh Đường Quân nồi lại. Ừ, có gì cho hay chứ được. Cái gì cho tao hay được rồi, đừng có chứ giờ từ coi như lần công là 2 triệu rưỡi á. Thì từ thiện là tao mua 2,5 triệu không đó. Dạ. Thì không quế nhưng mà tao thấy là bắp này đẹp, tao tính giao với mày á. Chứ còn của người ta, anh thằng ơi, của người ta là của người ta là bắp này tao làm gì ăn được ta? Làm gì ăn được? Nấu làm gì cũng được. Chứ con bắp là làm gì cũng được trơn. Dạ. Ông mẹ tẻ mướn người ta xuống giống hết rồi, hết 1 triệu nữa rồi. Làm năm nay thấy sao? Năm nay về không có lần bạc nào luôn, đủ rồi là sức công bỏ luôn. Bình thường là con bắp là bao nhiêu tiền Dương hai? Con bắp như vậy là thường thường là 8 triệu, 9 triệu. Nay là bán lại công là 2,5 triệu. Ừ. Là lấy vốn lại hả? Lấy vốn lại. Vậy là bắp này coi như là nó nhẹ vốn hơn mấy kia. Ông lấy vốn không, là nặng vốn không đủ. Ừ, nó nặng vô. Ông cắt là vốn từ 3,5 triệu. Dạ. Vốn lắm, tại vì mình đang nhà, mình không có tính. Một công cắt là bình ngày bình thường 3,5 triệu, còn trúng là 8-9 triệu. Ừ. Không, cái vốn vốn, vốn là 3,5 triệu. 3,5 triệu. À, còn bán là như mà thời điểm như lúc này mà có giá bắp có giá rồi 9-10 triệu một công. Rồi rồi, giờ còn có 2,5 triệu. Ừ. Tại vì nó đụng vô dịch gì không ai đi đâu được, nó nằm vậy. Ờ, cô bác quý chị dựng hai đi có trồng 6 2,5 công bắp. Ra mỗi một công là 2,5 triệu. Để 2,5 công thì cho từ bán cho từ thiện là ra là 6 triệu. Ừ. Thì bây giờ trước tiên là mình sẽ hỏi ý kiến Mạnh Đường Quân thì sao sẽ dựng hai trong năm 2. Ừ. Chắc có lẽ là ngồi xin mua 1,5 công là trước tiên chưa hỏi có thể mua được 1,5 công. Đó. Nói vòng vòng cho bà con. Giải phóng cái con móc không? Bắp này mà nếu như mà trong đến đợt hái mà không có lái mua thì nó sẽ già bắp. Đúng rồi. Già bắp thì sẽ càng khó ra, nó mà càng mất luôn vốn luôn, lỗ luôn. Lỗ luôn. Lấy 2,5 triệu là lỗ thì lỗ ít. Ừ. Còn nếu như mà không bán ra được thì là mất trắng tay chì chài luôn. Chì chài luôn. Vậy đó. Dạ. Rồi vậy đi Dương hai ơi. Ừ. Là một tuần nữa là hái đó, trong vòng hái 5-7 ngày thì mình sẽ có thể mình mua phát cho mấy người dân. Dạ, để cho ăn sáng. Phát thì mình bẻ cái nào già mình bẻ trước, một cái nào mà chưa có già đó là mình để qua 20 sau mình bẻ tiếp. Dạ. Cứ bẻ ra đây đó. Rồi về đi, trước mắt thì con ủng hộ ông công gửi trước hỏi cho anh Đường Quân cái đó. Ở đây là mồng tơi với cao muốn dựng hai là cho hết luôn á. Cho từ thiện hết luôn, nhưng mà mình thấy dựng hai ông ở này thì hương thành nữ là thay mặt Mạnh Đường Quân gửi dựng hai để mà ủng hộ chút xíu tiền hạt giống với lại phân thôi. Chỗ này nếu mà ngày bình thường ha. Một bộ nhiêu đây là ra đợi có thể bán hơn 100 ngàn. Hay vậy? Ờ, mắc lắm, ngày thường mắc lắm. Một bó con muốn 5 ngàn nó có chút à, với mùa ta rồi đó. 10 ngàn đủ bữa đó, cứ để bán đàm bó 10 ngàn muốn. Rồi, ước mơ của con là gì? Làm YouTuber. Làm YouTuber, sao ước mơ làm YouTuber? Biết chưa, con làm ước con thích làm YouTuber. Vậy hả? Học lớp mấy rồi? Dạ, con học lớp 4. Vậy hả? Vậy con học hết lớp 12 mới làm YouTuber được, nghe chưa? Dạ. Rồi, học được loại gì? Khá. Loại khá hả? Cố dạ. Gắng học được loại giỏi lên ha. Dạ. Ừ, này mới làm YouTuber được. Hiểu chưa? Giống như chú dạ. Làm thầy giáo mới làm YouTuber nè, thấy không? Dạ. Rồi, chào mọi người không? Dạ. Chào thử anh. Làm chào mọi người. Làm YouTuber chào thử, mới vô chào thử, chào thử. Chào tất cả mọi người. Đó. có triển vọng. Chưa? Rồi. Xong chưa? Dạ, bắt đầu gom vô. Dạ hả? Mình sạn bó lại chở gì ở ngoài lựa lại nữa. Vậy là xong rồi đó. Bây giờ công việc tiếp theo là mấy anh em ở trong nhóm mình sẽ lựa lại. Nói vậy chứ mình thấy vậy chứ nhiều ở đây vậy chứ lên trển thấy nó ít lắm. Vì sao nhiều người ha? Đại diện mấy bà con ở Hóc Môn. Cảm ơn Dương Hai nhiều. Rồi rồi rồi. Dạ đợt này cho ở Hóc Môn, phố Hồ Chí Minh á. Hóc Môn. Dạ. Tiếp tục hôm nay thì mình sẽ chuyển qua lên Hóc Môn thì nhờ sự ủng hộ
hỗ trợ của Mạnh Thường Quân cũng như là chị Xuyên ở Nhật Bản và một chị giấu tên ở Canada. Bùi Hồ tiếp tục lại đây để nhận quà từ thiện từ nhà. Hết pin luôn. Còn muốn nữa hả? Cái này người ta cho mình 200 phần này. Dưa muối 200 sẵn luôn. Dưa cải. Còn cái này? Cái này của mình nè. Nhờ mấy cô ở trong đây dọn dùm. Vậy hả? Vậy là sớm chú chở xuống đây luôn. Nhờ mấy cô ấy dùm cái này gì hả chú? Dưa muối 200 phần đó. Cải muối. Tiếp tục hành trình vào buổi trưa này thì mấy anh em sẽ tiếp tục thu gom dưa leo rau củ từ những thương lái lấy lại của những người nông dân, thu gom để chuyển lên Hóc Môn của thành phố Hồ Chí Minh. Hai địa điểm nhà trọ mỗi phần như thế là mỗi địa điểm là 100 phần, hai địa điểm là 200 phần và một tấn gạo cô bác anh chị. Đây đây, đây. Bây giờ bữa nay Đạt không cho lái xe luôn hai đằng ha. Không. Cái xe kia ba cho nó gọn. Hôm nay không cho lái luôn. Lái xe hư hoài. Lái 2 ngày hư ha, hư xe 2 ngày. Một ngày lái hư hết 300 ngàn hả? Hơn 300 ngàn. Ừ. 123 hoài dữ luôn. Hai xe đa. Tổng cộng 500 kg hả? Ừ. Ừ đi, tại vì đợi lấy người ta quá lâu rồi. Bữa nay vườn nó hết bẻ nổi. Vậy là 400 kg dưa. Là 5.500, 2.2 triệu, 40 khổ qua. 40 khổ qua này 6.000, là 240 với lại 60 khổ qua dạt là 120 hả? Là 2.000 kg khổ qua, 60 kg là 6 bịch khổ qua dạt ha. Là 2.560.000. Cho thêm 50 kg dưa dạt. Vậy là dưa thêm năm ký dạt ở bên mình luôn đi ạ. À. 2.560.000. Sao kia hối là không chắc. Hối đó còn hôm qua nó dạt. Và bây giờ thì hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại Đạt sẽ chạy về xe theo hướng này. Và mấy chú chắc xe thì sẽ chạy theo hướng kia để mà gom có thể tập kết nhanh hơn. Và được hôm nay thì cũng như những lần trước được sự ủng hộ của tất cả Mạnh Thường Quân. Và hôm nay thì được sự ủng hộ của chị Xuyên ở Nhật Bản và một chị chú tên ở Canada ủng hộ cho Bùi Hồ thực hiện chi phí ngày hôm nay. Để anh em có thể chuyển rau củ lên những khu nhà trọ ở huyện Hóc Môn của thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là cái xe của mình, cô bác quý anh chị. Hả? Cái hành trình ngày nào cũng vậy, nó cứ lặp đi lặp lại hoài á. Cứ ăn cơm xong là đến sáng ăn cơm xong, sáng ăn sáng xong thì đi cắt rau, thì ăn cơm xong rồi đi thu mua rau củ, thu mua củ, thì gạo, và sau đó cuối cùng là chuyển lên đến chiều thì khoảng 2-3 giờ chiều, đến Sài Gòn thì khoảng 7-8 giờ tối, hoặc là có cái đôi khi 1-2 giờ luôn đó. Và qua ngày hôm sau thì cái nơi đó sẽ phát quà cho những cái hộ ở trong nhà trọ, và những người mà kết nối với mình thì quay phim thì gửi cho Bùi Hồ để cho Bùi Hồ có thể quay lên cho cô bác quý chị Mạnh Thường Quân đã ủng hộ, thì có thể biết thêm cái nguồn thực phẩm mình cung cấp đã được đi đâu. Thì đó là cái kết nối của Bùi Hồ đến với lại Sài Gòn. Thì trong một vài ngày tới thì Bùi Hồ sẽ hiện chuyến video ủng hộ người nghèo có thành chỗ quê nhà. Mình có cũng như giống như đợt đi Thủ Đức thì đi Hóc Môn lần này mình cũng có củ cải trắng, cải thề với lại bầu với lại dưa hấu nụ đó. Thì ở đây khoảng 100 kg dưa hấu nụ á, 100 kg cải thề luôn. Cái thề thì anh này anh bán chỉ có 3.000 đồng một ký à, mà cải rất là ngon, củ cải trắng nữa. Bên kia là có người ta đây cho bác quý chị, đây là cái anh này là chân dung của anh làm từ thiện mà không cần nhận tiền nè. À, bây giờ bao nhiêu hôm nay là tổng cộng được bao nhiêu tiền được không? Không biết luôn đúng không? Tôi nhớ thì sao có cần lấy tiền không thì tính lấy trả rồi. Rồi sao coi thì bữa nay tính đi. Này tính này không tính được không? Không tính cũng được, cũng nhầm nhòi vậy đó. Cho bầu luôn hả? Thì năm bờ ra em dặn năm một bầu đó, dư nó lấy luôn đi. Dư là cho đó hả vậy? Củ sắn đây nè. Khóm này của người ta, bầu là của mình. Bí đao là chuyển vô hết rồi phải không? Bí đao bầu luôn đó đó. Hết luôn đó.
Rồi bây giờ như thế này anh sẽ ghi lại cái hóa đơn cho em. Trời ơi. Báo giá cho em. Không, còn mạnh đây. Mạnh chứ. Sao đây chị làm tên chia bao gạo nè. Một bên lớp gạo. Năm bao. Bên bao chứ. Bên mười bao đúng không? Đây, vậy. Em chia ra cho mình bốc hàng cho dễ á. Dạ, rồi. Chứ lấy ngoài sớm là 400. 400 thì lấy 200 không? Ừ. 20 bọc. Đúng rồi. Dạ, dạ có không? Hả? Dạ có không? Dạ có bọc, dạ, có bọc lấy 2 bọc là 22 bọc. Ừ. Rồi. 22 bọc. Cái gì đó? Cái đó đồ đồ. Khẩu A mấy bọc chim 2 luôn kìa. Đưa khẩu A đây luôn cũng đừng nữa. Vì hạn chế đông người nên thầm thử hôm nay là tim ở trong tim làm luôn. Hai phải không? Bốn, năm. Chia nè, phải không? Này chuyển lên Hóc Môn, hai nơi ở Hóc Môn. Rồi, năm bọc dưa hấu nậu. Thấy chưa đó? Rồi, cái thìa. Ngon ha. Còn gì nữa chứ chút. Bầu, bầu. Cái này hai bọc bầu nè. Rồi bây giờ tới dưa muối. Dưa muối với gà muống. Dưa muối với muống hồng tơi gì đó. Đây ở đây mà đi ở trong này có gạo nè, cái thìa, mồng tơi, rau muống, khổ hoa, củ cải trắng, dưa leo, bí đao, ở bí đao, chanh, bầu. À. Cái này là hành với hẹ là anh đếm cho nè, anh đếm cho hẹ phải không? Gần nó, gần kia làm nửa bọc cho con. Ha. Đừng cho hẹ cho, hành tính tiền. Hả? Hành tính tiền. Có nghĩa là phần ngữ nhất là xong rồi. Thứ hai là xong nè. Mỗi một hộ như thế là 5 kg gạo, 100 hộ, với lại rau củ. Quá trợ mệt. Này mốt mới đi. Vậy, mốt mới đi thôi. Mốt đi tiếp. Ô chị này nè, chị chủ dễ thương. Một này là bao nhiêu ký? Hai mấy ký nè. Một bọc là nhiêu ký nè, hết trơn là nhiêu? À, hết trơn là 40 ký. 40 ký ha, này khô cá tre. Rồi đẩy trong kia, một bọc. Chưa đẩy tôi chụp hình món này nữa. Thơm. Chưa đã. Thơm quá luôn nè. Cô này rất ngon luôn cô bác của anh chị. Là anh này là bao nhiêu tiền mẹ nói không? Chưa nói phải không? Lát nữa tính tiền sao? Ồ, cô này chắc tao mừng lắm hay là? Nhà con hả? Chắc vậy nhà nổi con được rồi. Chơi lớn luôn rồi. Cô này con bự không là ngon rồi, còn đâu nữa. Rồi đem khổ qua đây. Không đúng không? Đừng có chắc qua cái mí gạo nha. Chỗ bao nhiêu một khô hả? Hai bọc. Vậy là chỗ hai bọc khô. Rồi bầu đó giờ có chia ra không? Bầu biết đâu. Tao có 5 bọc khô đâu mà. Rồi nó đây. Ở ngoài này ăn. Khô qua trong đây nè, lấy khô qua trong đây nè. Vậy để chỗ 2 bọc thôi. Còn chưa chị ăn bọc nữa thì mình cho hộ khác. 3 bọc đó hả? 3 bọc. Hết trơn là bao nhiêu ký? 40 ký. Hết trơn là 40 ký đúng không? Rồi phát lên trả luôn cho nó 6 bọc phải không? 6 bọc. Rồi. Thấy trong luôn đi rồi đó. Rồi thêm sao? Rồi ở đây ngon hả? Để khổ khớp thì để ngoài hay gì? Khổ qua cái là tới cái thìa. Đợi em chút anh chủ. Thôi. Chất trường chỗ trống đợi cái bao dưa muối nha. Ồ, để muối.
đeo đây không bao mặt là đặt. Một xe này, một tải này là hình như là mình tính theo tiền là nó khoảng 18 triệu. Và không gài đi là cũng 5-6 chuyến thôi chú. Rồi để lên luôn chị. Hết con, mẹ còn khô nữa không? Hết hả? 60 kg là hết luôn đó hả? Ồ, đợt này tăng cường khô luôn. Mua ủng hộ. Nuôi cá quá trời chết rồi. Rồi một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn chị Xuyên ở Nhật Bản và chị dấu tên ở Canada đã hỗ trợ cho Bùi Hồ thực hiện cái chuyến xe tải lên huyện Hóc Môn. Và đây là 200 hộ dân, mỗi hộ 5 kg gạo và các phần rau củ cộng thêm nay phần này có khô nữa nè cô bác quý chị. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều quý chị. Đây là một tấn chín rau củ và Bùi Hồ chuyển lên và Huy là tài xế sẽ nói là tiền xe đợt này là 2 triệu đồng đó cô bác quý chị. Một lần nữa Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân rất là nhiều, xin chân thành cảm ơn chị, xin chân thành chị Xuyên ở Nhật Bản và một chị dấu tên ở Canada. Xin chào và hẹn gặp lại. Và sau đây thì Bùi Hồ sẽ thông qua tổng chi phí hỗ trợ hai khu nhà trọ ở quận Hóc Môn của Sài Gòn. Một là 1 tấn gạo, mỗi 1 kg là 10.300 đồng, là 10.300.000 đồng, giảm 1.000 đồng 1 kg so với trước đây. Hai là 400 kg dưa, 5.500 đồng 1 kg là 2.200.000 đồng. Ba là 40 kg khổ qua, loại tốt 6.000 đồng 1 kg là 240.000 đồng. Bốn là 60 kg khổ qua đèo, 2.000 đồng 1 kg là 120.000 đồng. 120 kg cải củ, 5.000 đồng 1 kg là 600.000 đồng. 6 là 100 kg dưa nụ, 7.000 đồng 1 kg là 700.000 đồng. 7 50 kg bí đao, 10.000 đồng 1 kg là 500.000 đồng. 8 là 50 kg bầu, 7.000 đồng 1 kg là 350.000 đồng. 9 là 10 kg hành, 15.000 đồng 1 kg là 150.000 đồng. 10 120 kg cải thìa, 3.000 đồng 1 kg là 360.000 đồng. 11 ủng hộ chú hai mồng tơi, 500.000 đồng để hỗ trợ hạt giống là cũng như là phân bón. 12 là tiền xe chuyên chở là 2 triệu đồng, tổng cộng chi phí là 18.020.000 đồng. Và nông dân ủng hộ rau, ủng hộ như là chanh, hẹ, gừng là không tính tiền. Sau đây thì Bùi Hồ sẽ thông qua danh sách mạnh thường quân hỗ trợ ở hai khu nhà trọ Hóc Môn. 1 là trích quỹ hỗ trợ của chị dấu tên ở Canada 9 triệu đồng. 2 là trích quỹ hỗ trợ của chị Xuyên ở Nhật Bản 9 triệu đồng. Thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân, nhà nông đã ủng hộ rau củ. Xin Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn chị dấu tên ở Canada và chị Xuyên. Xin chúc mạnh thường quân sức khỏe và an lạc. Và sau đây là đoạn clip được hai chủ ở nhà trọ ở Hóc Môn ghi lại và gửi cho Bùi Hồ trong quá trình vận chuyển rau củ đến Sài Gòn trong đêm. Xin mời chú bác quý vị cùng xem và theo dõi ha. Một lần nữa thì cảm ơn quý bạn mình rất là nhiều, chúc cả nhà sức khỏe và an lạc, nhớ giữ gìn an toàn trong mùa dịch. Rồi xem Bùi Hồ tới rồi. Rồi thực hiện. Đó, để chị lên đây nè. Xe từ thiện của Bùi Hồ với Đồng Tháp lên tới tối như đang hạ hết ngon. Rồi vật liệu xây dựng Thanh Sơn nhận từ thiện. Xài hả? Xài ngon hả?
Vậy giờ cứ lên em rảnh chắc mình dục đâu mà chị quá hả sao? Đúng rồi, em rảnh chắc mình dục đây chị. Nãy xuống bên bà chị ghi lâu không? Nửa tiếng không? Dạ lâu. Tại vì ủa vậy cháu Dũng đây hả? Dạ đúng rồi. Tại vì cháu bà gửi địa chỉ tàu lao cho em á. Rồi ông Hồ mới gửi qua cho em. Rồi đi lộn đường. Ơi bên nhiều hơn bên nào em? Bên này nhiều hơn kia. À không, chắc qua chị hỏi đi. À em cứ để hết xuống đây đi, tại vì bên bánh của là chị của chị á. Dạ đúng rồi. Nên không có sao đâu. Thì sao nãy không xuống hết chỗ luôn chị? Tại vì ở bển chỉ tự phân bển. À. Chứ ở đây mới sao đi đây. Đi qua mấy bển hơi khó khăn. Nó chốt mấy chỗ á. Dạ. Mình đi phải có giấy thông hành nữa. Để ở bên mấy giỏng rồi. Bởi cảm ơn anh tài xế rất nhiều. Gửi lại tới Bùi Hồ. Tại mình với mấy mạnh thường quân giúp đỡ ngoài tỉnh Đồng Tháp. Ủng hộ cho dân ở Đông Thạnh Hóc Môn. Bùi Hồ liên hệ với tiệm điện Thanh Sơn. Vật liệu xây dựng Thanh Sơn.
ở đây bắt đầu 6 giờ là dân không được ra ngoài đường á. 6 giờ chiều là em ra ngoài. Mỗi ông bao vậy là nhiêu ký ta? Bao vậy nhiêu ký mỗi? 50 ký. 10 bao đó, còn 6 bao nữa nè. Vậy 10 bao hả? Ừ. Đem đi đâu nữa? Đem qua Đông Thạnh. Qua địa chỉ ở đây nữa nè. Đông Thạnh. Lát cô chỉ cho. Ở bên Đông Thạnh xong rồi dạy vòng qua Thu Đức. Nguyên đêm nay nó thức, không qua bển nhỏ em nó nấu cơm rồi cho qua bển cho nó ăn bụng cho nó no chứ nó đi hồi xưa tới giờ. Tới bụng chưa? Không, lát nữa qua bển ăn cơm. Không phải có lính rồi đi theo ông phụ cũng đỡ ha. Hả? Nó có dám đi đi nó bị bắt. Bình thường con đi là xe con là hàng lính đó. Ừ. Coi 4 bao rồi còn 6 bao nữa. Ủng hộ dân nghèo Đông Thạnh.